Con năm nay 7 tuổi rồi, lần đầu tiên con thấy bố quạt mẹ. Hả? Trời, cái như là bố nhìn, khi bố muốn con thấy bố mẹ tỏ tiếng với nhau. Nhưng mà chứ con lớn rồi, bố cũng nhìn được nữa, lão là bố nào. Nhưng mà bố quạt kính quá, mẹ đang thu dọn đồ ảo, bỏ đi kia kìa. Thật nè, mẹ có nói là cái bà ngoài nó đi mẫu. Không mẹ, nói là thích đi đâu thì đi, tại vì mẹ đang thu dọn đồ ảo của bố. Chết rồi, rồi. Vợ ơi, anh là một không ạ? Biết! Anh nói đúng không? Anh nằm rồi! Vợ ơi!